những cây thuốc nam thì nó mọc ở đầy rừng ở Việt Nam đấy mình thì chuyên về cây thuốc nam và luôn luôn chia sẻ những cây thuốc và vị thuốc tốt Đây bạn thấy đầy rừng núi Việt Bắc đấy đây là một cái cây thuốc mà lương y hôm nay muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn là một cái cây thuốc uh, chữa về bệnh uh, hỗ trợ về sinh tinh tủy cho cả nam và nữ đấy đó là sinh tinh tủy thì đây là cái cây tơ hồng vàng các bạn nhé hạt của nó trong sách thuốc gọi là thỏ tí tử đây hạt nó gọi là thỏ tí tử Đấy. nó là một cái cây thuốc tuyệt vời Đấy, chữa về đau lưng mỏi gối rồi là hỗ trợ về cơ rồi là về vấn đề nhận tràng Đấy. cây thuốc này nó mọc tự nhiên cả cái rừng này nó bỏ um tùm hết cả lên Đấy. trong cây thuốc vị thuốc nam thì nó dược tính ở những cây thuốc nam thì nó có rất nhiều dược tính chữa bệnh khác nhau như cái cây tơ hồng vàng này nó còn có chữa cả nhuận tràng Đấy, Đấy. Nhuận tràng này Rồi là hỗ trợ về sinh tinh tùy này Rồi là Cái cây này thì nó rất lành tính Không có độc Dùng cho cả nam và nữ đều dùng được à, Với đầu lượng của cái cây dây này thì phơi khô Thế dây này Phơi khô loại bỏ tạp chất của các cây khác à, Và à, phơi khô hoặc sấy khô dùng với liều lượng là làm trà là 12 g uống trên một ngày đấy thế còn à, nếu khi trong cái à, uh, tơ hồng này, này quả tơ hồng và thỏ tí tử này này dùng cái uh, cái quả này là tốt nhất cây tơ hồng này là, nó ăn ký sinh một loài ký sinh trên các loại thực vật cây, cây cây cây, khác uh, và nó sống rất mạnh và nó buông và hít linh khí của trời đất Đấy. Nó buông cây nó buông như này Đây là một cái vách đá mà nó buông tất cả cái rừng này Đấy. Nó buông như thế này Đấy. Dây nó buông Và có rau hoa Thì à, cây tơ hồng này thì nó có rất nhiều loại Một là dơ dây tơ hồng xanh Hai là tơ hồng vàng Tơ hồng xanh và tơ hồng vàng này à, theo mình thì nếu không có tơ hồng xanh Không có tơ hồng vàng thì dùng tơ hồng xanh Đấy đây là cái dây tia tơ hồng vàng mà nó nhìn nó rất bằng vàng nhìn nó vàng luôn nhìn xa đã biết nó rồi thì lương như hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn là một cái dây tơ hồng chữa về bệnh đau lưng mỏi gối thì dùng một vị cũng làm trà uống và nó cũng thuyên giảm cũng vậy như vậy Như sinh tinh cho, uh, tủy cho cả nam và nữ đây là một cái dây thuốc ký sinh trên một loài cây khác và đó là chữa bệnh à, nó có tác dụng rất tốt Đấy. trong tất cả các thuốc từ cổ truyền đến hiện đại Đấy. đều có rồi là trong uh, vấn đề um, sách chính thống ở Việt Nam cho phép cái, những cây sử dụng làm thuốc ở Việt Nam thì có cây tơ hồng uh, tơ hồng vàng này Lương nhiên muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là uh, những cái cây thuốc những cái vị thuốc ở Việt Nam thì nó có rất nhiều để pháp đồ để làm thuốc thế nhưng mà đối với nếu mà một, một lương y thì trong phương pháp đồ chữa bệnh thì nếu mà chữa thì còn cần phối hợp với loại gì phù hợp với thể trạng bệnh nhân ra làm sao đó là cái phối hợp và điều chế về thuốc so với các lương y thì hôm nay thì lương y cũng lương trung hiếu cũng muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là dây tờ hồng xanh à, làm trà uống là mạnh cân cơ, sinh tinh tủy, à, dưỡng dưỡng được các ổ khớp à, uống nó vào thì nó tăng chất nhờn cho các ổ khớp, sinh à, tinh tủy thì nó có hỗ trợ là hỗ trợ là hỗ dương, hỗ trợ dương khỏe được uh, thận lên thì âm uh, uh, um dương hài hòa thì đây là một cái cây thuốc uh, khỏe sinh lý cho cả nam và nữ. Nếu mà ai yếu sinh lý, nam và nữ đều yếu, yếu sinh lý thì chúng ta có thể sử dụng cái dây này với liều lượng độc cụ vị là 12 gram khô, uống nước trà uống trên ngày. Đấy. Lương y muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn là những đất ở những cây thông nam đều có dược tính chữa bệnh rất tốt. Hôm nay lương y chia, chia sẻ cho quý vị là tại sao hay chia sẻ những cây độc vị mà có tác dụng thì ở lương y muốn nói là một cây thuốc độc vị thì cũng có tác dụng về tính dược trong ấy thuốc nó rất nhiều rồi cho nên là nếu mà các bạn làm trà mà tăng cường sức khỏe à, lên thì dùng độc vị này cũng được 12 g uống trên một ngày à, 12, 12 gam khô nhá tất cả quý vị và các bạn biết nhá 12 gam khô và bỏ tất cả những cái ví dụ mình lấy về lấy về mình, mình sẽ lấy riêng cái dây này thôi này à, bỏ tất cả những cái tạp chất nó, nó dính dính sang dính sang ăn, ăn dính sang cây khác thì các bạn chỉ cần lấy là khô và 12 gam khô. Tỷ lệ dây này thì lương y cũng dùng rất nhiều và cũng khai thác tự nhiên. Lấy về làm thuốc và phối hợp với trong các loại thuốc khác. Thì 5 cân dây này mới được một cân khô. Đấy. 5 cân dây này mới được một cân khô này. Đấy lương y muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là ai thích tăng cường về hỗ trợ về và... Sức khỏe, Làm trà uống, lấy cái dây này uống này. Cây thuốc nào thì à, các bạn cũng uống duy trì thì nó cũng không có độc hại gì. Đấy là đồng độc vị mà nó đúng theo cái quy, 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 quy trình rồi là các trong những cái thang thuốc vị thuốc nó có gam có lạng hết cả rồi, Nhưng cho nên là à, các bạn chỉ dùng tầm khoảng à, 12 gram trở lại thôi nhá. Chứ uống trên một ngày. Đu làm trà uống rất ngon. Hơn lương Nghi chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là những cái cây thuốc vị thuốc mọc tại tự nhiên. Lương Nghi xin chào tất cả quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn là Lương Nghi sẽ quay cho xem những cái cây thuốc vị thuốc có tính chất chữa bệnh thực tế. Lương Nghi xin chào tất cả quý vị và các bạn.